Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này. Và đây là một trải bài chung, các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Và với chủ đề này thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Các bạn có thể chọn theo trực giác mách bảo của mình, 4 viên đá ở đây nhé. 1, 2, 3, 4 là tương ứng với 4 tụ bài ha. Và với cái trải bài này ấy, thì các bạn cần có một người crush để các bạn hỏi nhé. Tức là có thể là người yêu cũ này, người bạn mới có tình cảm ha. Bất kỳ ai với chủ đề đó là tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này. Kể cả bây giờ hai bạn đang làm bạn bè và đang mập mờ thôi thì các bạn cũng có thể xem thử nhé. Nhưng mà nhớ là tham khảo thôi nha, chứ đây không ấn định vào tương lai của các bạn hay thực sự là chính xác đâu, bởi vì trả bài chung mà. Rồi mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 là viên đá màu hồng này. Và nếu mà bạn nào chưa chọn kịp đó, các bạn có thể bấm dừng video và chọn cho mình một tụ bài ha. Mình sẽ để đây với tụ số 1 nhé. Tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này, mình đã rút bài trước rồi ha. Mình thấy rằng các bạn có tính cách trái ngược nhau. Một người rất là điềm đạm, một người rất là kiểu năng động ha, một người tinh thần có vẻ như là rất là trẻ trung, lúc nào cũng vui tươi cười nói rồi là chạy lanh quanh. Còn một người có một cái năng lượng trầm tĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và có phần là mặt lạnh hơn đấy, kiểu cảm giác là người trưởng thành hơn đó. Nhưng mà mình thấy ở đây này thì hai người ấy có theo dõi nhau, có để ý nhau âm thầm ha, có quan sát nhau từ xa, nhưng mà các bạn có cái gì đấy các bạn vẫn xây xưa với nhau và các bạn không có chịu tiến lên với nhau đâu. Các bạn chỉ quan sát nhau thôi chứ các bạn vẫn sợ. Các bạn vừa cảm thấy rằng đây đích thị là cái người mà có thể bù trừ cho mình, đây đích thị là cái cục nam châm mà mình cảm thấy nó cuốn mình lắm, nó hút mình lắm, nhưng mà bảo tiến ấy thì lại không chịu tiến nha. Có cái gì đấy sợ. Ở đây người này có thể là người cũ của bạn ha. Rồi nếu mà là người cũ ấy thì phòng vị bị hay là mình sợ bị tổn thương lại thì nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà đây là một người mới ấy thì cái nỗi sợ này á, nó không có thật bạn ơi. Cái nỗi sợ này là cái nỗi sợ mà bạn mang theo từ quá khứ vào. Và cái người này họ không có như người cũ của bạn đâu. Họ có cái kiểu hao hao như thế nhưng mà họ không phải là người như thế ha. Bạn có một cái trải nghiệm đau khổ với một mối quan hệ nào đó, không nhất thiết là với bất kỳ ai có cái hình tượng hao hao cái người đó thì cái người mới đó họ cũng sẽ đem đến những cái trải nghiệm đau khổ cho bạn giống như cái người cũ của bạn ha. Ví dụ bạn thích cái người da trắng này, mặt thư sinh này, nhìn gọn gàng này, công việc ổn định này, thì bạn mang cái hình tượng đó, bạn yêu người đó, bạn bị tổn thương. Nhưng mà đến người mới ấy, không có nghĩa là bạn vẫn thích gu đó nha. Bạn gặp một người mới y chang luôn, nhìn cũng có cái nét hao hao luôn, nhưng mà họ vẫn là họ ha, người cũ vẫn là người cũ. Hai người này không có liên quan nhau. Cái gu của bạn ấy thì nó đã ấn định từ đầu rồi, cho nên đâu phải ai như thế thì người đó cũng cũng rất là xấu xa đúng không? Cho nên là cái người mà bạn hỏi này này, họ thì có dành tình cảm cho bạn ha, họ vẫn có nghĩ về bạn và họ hay nghĩ về những cái lúc mà hai người có những cái khoảnh khắc vui vẻ với nhau đó, ở bên cạnh nhau. Họ rất là trân trọng bạn, nhưng mà họ cũng thấy rằng bạn khá là nhạy cảm đấy, cho nên là họ cũng không có dám tiến quá nhiều hay là họ dám manh động. Họ cảm thấy bạn giống như trái xấu với họ, và mình nghĩ là bạn cũng cảm thấy điều này. Nhưng mà bản thân hai người ấy thì thú thực nhá, mối quan hệ này rất có tiềm năng. Nhưng bởi vì các bạn sợ đó, các bạn có 9 gậy ở đây nhưng các bạn cũng có 9 ly. Các bạn sợ cho nên các bạn ở trong cái giai đoạn lưỡng lự quan sát của hai gậy. Các bạn bị lưỡng lự giữa hai cái năng lượng số 9 và ở giữa nó có số 2. Cái năng lượng của hai gậy ấy, nó chỉ là ngóng trong chứ nó không có thực hiện ha. Rồi ở đây có Moonlight ha. Moonlight thể hiện cái việc mối quan hệ này các bạn có cảm xúc lãng mạn với nhau, có tình yêu với nhau. Ánh trăng luôn là những cái mà nó thể hiện tình yêu thương, trực giác, kết nối tâm linh ha. Cho nên là các bạn yên tâm ha, tình cảm là có nhá. Kể cả đây là người cũ của bạn thì tình yêu nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dịu dàng. Qua những cái cách mà mình
đọc bài cho các bạn ấy, các bạn cũng sẽ nghe được cái giọng của mình khi mà trả bài cho các bạn ấy, nói nó rất là nhẹ nhàng và nó sẽ có cái gì đó rất là dịu, rất là từ tốn. Thì cái năng lượng của các bạn cũng như thế, mặc dù ở đây có năng lượng của kỵ sĩ gậy nha, tức cho thấy cái năng lượng của các bạn có một cái người ở đây rất là năng động luôn, rất là vui vẻ, nhiệt huyết, đầy đam mê, lạc quan. Còn một người trầm tĩnh hơn, có vẻ già dặn trưởng thành hơn, thì hai người cân bằng cho nhau. Đấy, cho nên mình thấy là các bạn ấy có cái sự quan tâm nhau, có cái sự yêu thương nhau, nhưng bởi có lẽ là mình thấy rằng một người quá hồn nhiên, còn một người thì chỉ muốn bám víu vào công việc, chỉ muốn dùng công việc, những cái thành công về về mặt công việc, về mặt ở bên ngoài để có thể vơi lấp đi cái suy nghĩ về phía đối phương. Đó, mình thấy là một người hay đi lắm, một người hay đi đi lại á, di chuyển rất là nhiều. Một năm chắc phải đi xa 2 3 lần, 3 4 lần gì đấy, đi liên tục luôn. Không đi xa thì đi gần à. Rồi, một người á thì rất là chăm chỉ làm việc ha. Học vấn hai người đều rất là tốt, nhưng mà cái cách học của các bạn có thể là khác nhau nha. Cho nên là mình sẽ không đánh giá về trình độ học vấn ở đây. Độ tuổi thì các bạn có thể chênh nhau, tức là người lớn tuổi, người còn trẻ ha, hay là cái linh hồn thôi ha, tuổi linh hồn thôi, còn hai bạn cùng tuổi nhau đó. Thì về mặt bên ngoài có thể cùng tuổi, vật lý có thể cùng tuổi, nhưng mà linh hồn có thể là đi theo hai lối khác nhau. Một người xuống để đam mê trải nghiệm, còn một người xuống để chiêm nghiệm, để phát triển một cách mà nó già dặn hơn ham. Và ở đây có lá Don't Stop, thì cái mối quan hệ này á, nó khuyến khích bạn ấy, đó là các bạn đừng có dừng lại ha, các bạn cứ đi tiếp, cái mối quan hệ này hãy cứ để nó phát triển, các bạn đừng đè nén nó, đừng kiềm hãm nó nha, hãy cứ để nó là được là chính nó nha, các bạn cứ xuôi theo dòng tự nhiên thôi, và những cái nỗi sợ của các bạn ấy các bạn hãy chấp nhận lấy nó, các bạn hãy quan tâm, đồng cảm, thương xót lấy chính cái nỗi buồn của bạn, chính cái nỗi sợ của bạn, chính những cái sự ám ảnh của bạn. Đó là cái cách để bạn có thể vượt qua nó. Các bạn không thể nào vượt qua một cái gì khi mà các bạn cứ suốt ngày chối từ nó. Nhưng cũng không có nghĩa là khi mà bạn nhìn vào cái nỗi đau của mình, bạn đồng cảm với nó, bạn thương yêu nó, bạn chấp nhận nó, thì bạn cứ cho đó là bạn. Bởi vì nếu bạn cứ ôm cái điều đấy, bạn cho bạn là cái điều tổn thương, cái điều thất bại, cái điều thương xót đấy, thì bạn sẽ sinh dần dần ra cái tâm lý nạn nhân. Thì như thế nó sẽ phát triển theo trạng thái độc hại. Còn nếu bạn hiểu bản thân mình, bạn chấp nhận rằng mình có nỗi đau, bạn chấp nhận rằng mình vẫn bị tổn thương bởi nỗi đau cũ, bởi chuyện cũ, và bạn chấp nhận rằng bạn có tình cảm với họ, thì hãy cứ để mọi thứ nó diễn ra như thế. Bạn có thể nghĩ về những cái khoảnh khắc mà hai người có với nhau, bạn chấp nhận điều đó ha, thì mọi thứ nó sẽ có cái sự thuận dòng hơn. Và đương nhiên họ dành cho bạn thì họ sẽ đến ở bên cạnh bạn, còn nếu họ không dành cho bạn thì họ sẽ từ từ đi xa khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng ở đây thì thực ra mình thấy các bạn ấy vốn dĩ là dành cho nhau, và mình cũng thấy ở đây ấy chẳng qua là các bạn còn bị cản bước bởi những nỗi sợ cũ thôi, chứ cũng sẽ sớm thôi các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định nào đó. Nhưng thực ra mình thấy trước đây các bạn đã có quyết định rằng sẽ quên người này đi nhiều rồi, sẽ dứt, sẽ không crush người này nữa đó. Nhưng mà trong thời gian tới này sẽ có một cái gì đó biến đổi, thay đổi ha. Với chiến lý ở đây thì mình vẫn tin rằng cái tình cảm này của hai người, dường như các bạn đã tìm được cái người mà một nửa của mình rồi, cái người có thể đồng điệu đi xa, đi lâu dài cùng mình rồi. Bởi vì hai cái tính cách này mà ở bên cạnh nhau thì mình thấy cũng khá là vui, bù trừ được cho nhau mà, và nó sẽ có thể giúp cái cuộc sống của các bạn nó có phần thú vị hơn ha. Để xem nào, tâm tư, tình cảm họ dành cho bạn lúc này, mình muốn rút thêm đấy, chứ thực ra mọi thứ đã rõ rồi. Tình cảm thì có. Nhưng mà vốn dĩ bản thân họ cũng giống bạn này, cũng có những cái mà họ khó có buông bỏ được xuống đó. Nhưng mà mình thấy là họ có ý là buông hết xuống rồi, họ thấy được là họ phải buông. Họ có vẻ nhanh hơn cái việc là họ có thể chấp nhận được họ sẽ buông những cái mà nó không phù hợp với họ. Còn bạn thì có vẻ khó hơn một chút. Đấy. Nhưng mà mình thấy họ muốn nắm mối quan hệ này, họ muốn tạo cái sự cân bằng với bạn. Họ muốn hài hòa, hòa trộn với bạn.
cho nên họ sẽ buông cái mối quan hệ cũ, nỗi đau cũ, kể cả việc hai người đã gây tổn thương cho nhau thì họ cũng muốn buông buông để có thể đón nhận cái mới. Bởi vì ở đây thực ra họ biết rằng khi mà họ chưa có buông được cái cũ ấy thì cái khởi đầu mới với bạn ấy nó là không thể chấp nhận, và họ cũng không thể làm được cái điều đấy. Đó. Có rất là nhiều sự lựa chọn, họ họ có nhiều cái mối quan hệ để lựa chọn, họ có nhiều cái tình yêu, nhưng mà họ cũng chỉ có một cái gu đấy thôi. Đấy, tức là bạn là cái người mà có thể đi lâu dài với họ và họ biết điều đấy, cho nên là họ thích cái kiểu gu giống như bạn vậy đó ha. Mối quan hệ này sẽ từ từ có kết quả, sẽ từ từ tốt lên ha. Các bạn sẽ có rất là nhiều đam mê về mặt thể xác với nhau, các bạn sẽ nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau rất là nhiều. Mình thấy là các bạn có đam mê về thể xác với nhau nhưng cũng rất là đam mê cái giá trị của nhau, tức là cái giá trị về việc là các bạn ấy làm việc nhá, các bạn có công ăn việc làm phát triển này, có tiền bạc, có địa vị xã hội, có học vấn, thì cái đối phương của bạn đó họ cũng rất là yêu cái điều đó, họ nể bạn ở cái điều đó, và họ họ nảy sinh cái cảm giác muốn đến gần bạn từ đó, và dần dần hai người phát triển thành tình yêu sau đó ha. Thì họ yêu cả những cái mà giá trị bạn tạo nên, tích lũy được đấy, cho nên là bạn cũng không có đường tập trung vào yêu đương hay là quá là đau khổ trong tình yêu mà bỏ quên công việc của mình, bỏ quên chuyện học hành của mình nha. Bạn cứ là bạn thôi, phát triển thật là nhiều lên ha. Cứ cứ phát triển bình thường thôi, rồi họ sẽ tự được hút vào trong cái cuộc sống của bạn. Bởi vì ở đây chắc chắn rồi, mình tin rằng là các bạn có quan sát nhau ấy thì các bạn vẫn rất là cuốn bởi cái bên ngoài của nhau. Những cái mà các bạn biết về nhau là thực sự rất là cuốn nhau rồi ấy. Chứ nếu mà đến gần nhau mà được có cơ hội nói chuyện ấy, các bạn sẽ biết về nhau rất là nhiều, các bạn sẽ thấy nhau thú vị rất là nhiều. Bởi vì cái lối mà các bạn làm việc, cái lối mà các bạn suy nghĩ hành động ấy nó khác nhau. Cho nên là cái người này họ bị hút bởi bạn mà bạn cũng bị hút bởi họ. Mối quan hệ này nó sẽ dần có cái kết quả, và các bạn đừng có mong là các bạn sẽ thao túng được mối quan hệ này nha. Các bạn đừng có mong rằng là mọi thứ sẽ giống như bạn tưởng tượng, à hôm nay đi ra ngoài đường rồi là gặp họ, rồi là cái gì vô tình có những cái sự chạm mặt rồi lại giống phim Hàn Quốc. Không có đâu ha, không có đâu, mối quan hệ này không có. Mối quan hệ này phải thực tế lên nha. Các bạn sẽ được sắp đặt nhưng mà nó sẽ rất là tinh tế khéo léo, và các bạn ấy có thể cũng sẽ có những cái chuyến đi cùng nhau hay là ở xa nhau phải di chuyển đến gần nhau. Cái sự khoảng cách này á, nó cũng đại diện cho cái khoảng cách về 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 cái lòng của các bạn thôi, chứ thực ra mình thấy ở đây vẫn có một phần các bạn là các bạn ở gần nhau nhưng mà các bạn ít gặp nhau, không có cơ hội gặp nhau. À, mình thấy suốt đến đây thì các bạn vẫn là ngồi quan sát nhau nha, vẫn chưa thấy hành động gì cả. Ồ hay, nhưng mà rồi ha, rồi mình cũng sẽ có những cái hành động thôi, mình sẽ có nhắn tin qua lại ha, đôi ba câu nhưng mà chất lượng còn hơn là suốt ngày nhắn tin mà mất công mất việc của nhau rồi lại chẳng đi được đến đâu ha. Nên là mối quan hệ này các bạn cứ từ từ nó sẽ phát triển, bạn cứ phát triển cái hành trình của họ, lộn, bạn cứ phát triển cái hành trình của bạn, họ sẽ phát triển hành trình của họ, và rồi tự khắc các bạn được hút lại gần nhau. Ở đây mình thấy các bạn cũng có duyên đấy, cũng có tình cảm với nhau rồi đấy, nhưng mà đi được đến đâu phải xem là các bạn có đưa nó đi được đến đâu hay không. Chứ ở đây là có nha, có tình cảm rõ ràng luôn, tâm tư của họ cũng đặt vào bạn nhiều đấy. Mình thấy cũng nhiều mà, và cũng rất là bình bình ổn định cân bằng ấy, giống như cái đêm trăng này rất là tĩnh lặng, rất là bình yên. Khi mà mình thấy cái lá này mình cảm thấy rất là thích luôn á. Bởi vì bản chất cái lá này là cái lá mình cảm thấy rằng nhìn vào nó là mình thấy thích luôn, nhìn vào nó là thấy thấy cái sự trọn vẹn, cái sự bình yên. Và khi mà mình trải bài này làm vào ngày new moon ha. Nên là mình mong rằng các bạn sẽ có một cái khởi đầu mới, một cái cơ hội mới, một cái hành trình mới phát triển tốt cái mối quan hệ này. Cứ từ từ đi nha, tình cảm là có nha. Cứ càng phát triển thì cái sự quan sát của họ, cái sự chú ý của họ về phía bạn càng nhiều, thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn ha. Và đó là thông điệp cho tụ số 1 nhé. Bạn muốn có trả bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả ha. Tụ số 2 chủ đề đó là tâm tư của họ, tình cảm của họ dành cho bạn lúc này nhé. Mình đã rút bài trước rồi ha. Trời ơi, sao mà toàn kiếm vậy trời ơi. Sợ quá.
tâm tư tình cảm của người này dành cho bạn. Đầu tiên nhá, nếu mà mối quan hệ này này các bạn chia tay, các bạn dừng lại, các bạn đã từng gây tổn thương cho nhau bởi vì cái sự lừa dối, cái sự không có thật với nhau, chứ không hẳn là phản bội người thứ ba nha. Thì ở đây mình thấy rằng là cái tâm tư hiện tại á, cái người này họ thấy rằng là thực ra ấy, trong cương vị là người kia là người phản bội bạn ha, thì cái người này bây giờ họ thấy rằng là họ họ đã sai và họ cũng đã có mối quan hệ mới, tình yêu mới, họ cũng đã có những cái cơ hội và mọi thứ vẫn đang trong kiểm soát của họ. Thì mình thấy rằng tâm tư tình cảm của họ dành cho bạn thì họ họ có biết sai, nhưng bởi vì tình cảm của họ đã có những cái cơ hội mới để tìm hiểu những đối tượng mới, cho nên là cái tình cảm dành cho bạn ấy mặc dù nó cũng có cái gì đấy, nó vẫn có còn đọng lại, nhưng nó giống như một cái vùng an toàn ha, tức là tình cảm nó chỉ ở cái mức đó thôi, nó không mất đi nhưng mà nó cũng không tăng lên. Và bây giờ ấy, tình cảm họ dành cho bạn thì nó vẫn là một cái dấu bỏ ngỏ. Tại sao mình lại nói bỏ ngỏ? Tại vì trong trường hợp các bạn đã từng là người cũ của nhau đó, thì ở đây bản chất mình thấy rằng như mình nói, tình cảm không lên cũng không xuống, nhưng bởi vì nó không lên không xuống và họ lại có những cái cơ hội mới trong chuyện tình cảm của họ, và họ thấy rằng là họ vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, kiểm soát tốt những cái mối quan hệ của họ, không có cái gì đi ra lệch quỹ đạo, hay là không có cái gì là nó đi vào thêm hay sao đó. Mình thấy rằng là họ ở trong cái trạng thái là trung hòa tất cả các mối quan hệ, không quá đam mê về phía ai nhưng cũng không quá mất hứng về phía ai, mọi thứ nó cứ bình 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 bình. Cái điều này khiến họ cảm thấy rằng cái mối quan hệ với bạn ấy thực ra nó cũng chẳng có hy vọng gì, và đối với mối quan hệ khác thì nó cũng thế, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng mong chờ được gì nhiều đấy. Rồi và tâm tư nỗi lòng của họ lúc này á, đó là họ họ cảm thấy rằng họ cần bình yên, họ cần một chỗ để nghỉ ngơi, họ cần một chỗ để ôm ấp họ vào lòng và để cho họ một cái sự nhẹ lòng, nhẹ nhàng, không có quấy rầy họ, không có ngó nhìn tới họ, để cho họ có thể ẩn mình giữa thế giới này ha, ẩn thân tri thuật. Và có rất là nhiều cái bản thân họ cảm thấy rằng họ phải chịu đựng ha. Tức là đôi khi trong những cái mối quan hệ họ luôn phải chịu đựng, và đối với bạn hay là với bất kỳ ai khác đó nữa thì đều có những cái họ phải chịu đựng, nhưng họ không có giải tỏa ra được, thì bây giờ họ đang rất là muốn giải tỏa nó và tự chữa lành cho mình. Họ đang cảm thấy rằng chính bản thân họ đang kêu gọi họ rằng họ cần phải làm sạch cái năng lượng của họ, và họ cần có những cái kết nối sạch ha, họ cần có những cái kết nối lành mạnh. Có lẽ họ họ đã có một cái hành trình rất là chênh vênh lạc lõng, không biết rằng đâu là người dành cho mình, không biết rằng hình tượng nào phù hợp với mình ha, và đến bây giờ dường như có lẽ trên cái hành trình tìm kiếm sự thật chính bản thân họ và sự thật về sâu mít thực sự của họ ấy, thì mình nói thật là có lẽ là nó vẫn còn dài, nhưng mà bây giờ họ muốn hướng vào bên trong họ nhiều hơn. Cho nên cái tâm tư tình cảm họ dành cho bạn ấy thì mình thấy rằng là đó là một cái kỷ niệm, và bây giờ họ không có hy vọng quá nhiều vào cái mối quan hệ của cả hai. Những cái họ làm sai với bạn, hay là kể cả tình cảm họ dành cho bạn, cái sự nể trọng, cái sự yêu thương thì nó vẫn còn một một phần nào đó, nhưng không thể nói rằng cái số lượng tình cảm, cái chỉ số về cảm xúc này nó có thể giúp họ tìm về bạn, hay là nó thực sự được gọi là việc họ sẽ dùng nó để quay lại, để tình yêu vẫn còn nguyên đó. Để nói như vậy là không đúng, bởi vì tình cảm nó ở một mức nào đó thôi, bởi vì các bạn đã từng là người cũ của nhau đó, thì nó ở một mức nào đó và nó vẫn như vậy thôi, mình chưa thấy có gì thay đổi, và họ chỉ là muốn tập trung cho hành trình riêng của họ nha. Rồi nếu mà bạn cứ mong nhớ họ, bạn mong ngóng họ, thì mình thấy rằng tốt nhất bạn hãy nên tập trung cho cái hành trình của bạn, bởi vì thú thực
bạn càng tập trung vào họ ấy thì giống như là họ cảm được cái năng lượng của bạn và họ cứ muốn tách rời thôi, họ muốn tách rời thôi ha, họ không có muốn cái năng lượng của bạn léo đéo theo họ, họ muốn ở một mình, họ muốn năng lượng của họ riêng rẽ độc lập ra để họ có thể tự chữa lành, họ có thể tự xem xét lại cái hành trình của họ vậy nha. Rồi còn nếu bạn là một người mới, bạn và họ là một người chưa từng có yêu thương tình cảm với nhau, thì mình thấy là thực ra cái người này còn có rất là nhiều cái mà bạn chưa biết về họ. Mình thấy bản thân bạn cũng sẽ cảm nhận được đôi ba phần về cái việc là cái người này họ cũng từng có một mối quan hệ, họ đã từng bị phản bội, họ đã rất là tức giận, họ đã mất kiểm soát, họ đã vô vọng, họ đã tuyệt vọng, họ đã đau khổ rất là nhiều luôn. Và bạn là một nhân tố có thể là một người coaching với họ, một người coach hướng dẫn cho họ ha. Bạn hỗ trợ họ ở một phần nào đó. Ví dụ bạn là tarot reader và họ là khách hàng của bạn, họ từng nhờ bạn xem bài kiểu vậy đó để giúp họ có thể định hướng cho tương lai. Thì ví dụ của mình thôi nha. Còn ở trong trường hợp khác thì có thể là họ cũng có tâm sự với bạn, họ cũng có thể xin lời khuyên từ bạn ha. Thì với cái người này á, mình thấy cái tình cảm này á, họ chưa có vượt qua được cái nỗi đau của họ quá khứ á. Họ chưa có đi qua được, họ vẫn đang trên các hành trình để tìm về cái sự bình yên. Họ cũng muốn có khởi đầu mới rồi đấy. Mình thấy họ ở đây có cơ hội để tiến đến mối quan hệ mới. Họ cũng có giác thính đôi ba người ha. Và có thể cũng ngay lập tức trong nay mai ấy, khi mà bạn xem trả bài này thì bản chất thực ra họ có thể đã có người yêu rồi, người yêu mới đấy, nhưng mà họ không có công khai, họ im lặng im ỉm đấy. Thì thực ra họ biết rằng họ có vấn đề, họ chưa qua nỗi sợ cũ, nhưng họ lại có một cái trái tim rằng họ sẵn sàng để nhận tình yêu, đón nhận tình yêu và yêu một cách hết mình, yêu một cách chân thành, yêu một cách mà không toan tính, vẫn toàn tâm toàn ý cho người mới đấy. Tức là họ 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 biết vấn đề của họ, nhưng mà họ cũng không có sợ đến nỗi mà họ trốn tránh tình yêu. Họ có sợ chứ, họ có đau chứ, họ có uất hận chứ, nhưng mà đến với người mới ấy, họ vẫn mang một cái trái tim rất là thánh thiện đấy. Cho nên đối với cái việc là cái người này tâm tư tình cảm mà dành cho bạn ấy, thì nó có rất là nhiều cái có khiến cho cả hai người có khoảng cách với nhau. Và cái tình cảm của họ mình cho bạn nó thực sự là nó từng có nha, tức là mình phải nói từng có, bởi vì họ cũng có từng có ý giác thính bạn. Bây giờ mình chưa xác định được là cái người này họ có người yêu chưa ha. Tức là một số bạn ấy thì cái người này có thể đôi ba ngày thì khi mà bạn xem được trả bài này là họ đã có người yêu rồi, họ có người mới rồi đấy. Còn đa số thì 90% xem trả bài này thì họ chưa có đâu. Và tình cảm họ dành cho bạn ấy là họ nhìn nhận được cái giá trị của bạn và những cái sự hỗ trợ của bạn về mặt giúp đỡ họ phát triển tâm linh. Họ cũng có tình cảm với bạn, nó cũng có nảy sinh và cũng có kiểu loạn nhịp ấy đấy. Chắc tim có vấn đề. Mình nói giỡn thôi, tại vì là mình thấy giống như là cái bài hát mà 1 2 3 5 á, anh có đánh rơi nhịp nào không ấy, thì chắc là phải nói họ có rớt nhịp ha. Họ có rớt nhịp vì bạn, họ rớt nhịp bởi vì ở bên cạnh bạn hay là khi mà trò chuyện với bạn ấy, bạn cho họ cảm giác được chữa lành, cái cảm xúc của họ thực sự được thấu hiểu, họ cảm thấy rất là an tâm an toàn khi mà họ có thể phơi bày cái nỗi đau của họ với bạn. Mặc dù họ không có nói nhiều đâu, nhưng mà bạn hiểu được hết đấy. Được cái là bạn giống như là nữ thần trong lòng họ vậy, bạn có thể làm cho cái nỗi đau của họ dịu lại, nhẹ đi. Bạn giống như là bạn có một cái biển hồ nước mà nó là thần kỳ ấy. Ai mà bị tổn thương đau khổ chỉ cần xuống đấy, ngồi ngâm mình ở đó là mọi thứ nó đã được tiêu tan, giảm bớt, thuyên giảm. Thì cái người này họ cảm thấy cái điều đấy ở bạn. Mình cũng thấy mắc cười lắm nha. Tức là mình thấy nó cũng hay hay. Lý do là bởi vì mình thấy rằng ạ, cái năng lượng chữa lành từ bạn ấy nó rất là dịu, nó rất là nhẹ, nó rất là hiền hòa, từ tốn. Nó không phải là một cái năng lượng rằng là truyền lửa, truyền nhiệt huyết cho bạn một cách mà nó quá là nồng nhiệt, mà nó sẽ kiểu là bạn không biết đâu, bạn cứ đến bên cạnh và nó sẽ từ từ thấm vào
Đấy, tức là bạn có cái năng lượng đó, bạn từ từ thấm vào họ, bạn từ từ giúp họ chữa lành. Và họ cảm thấy từ từ tự nhiên họ lại được giải tỏa cái năng lượng tiêu cực. Tự nhiên khi mà nói chuyện xong với bạn rồi, họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cuộc sống nó tích cực hơn, nó tươi vui hơn. Họ cảm thấy có người hiểu mình, có người yêu thương mình. Và cái người này á, họ chính vì cái năng lượng nữ tính dịu nhẹ, cái năng lượng thiên thần, mình phải nói là thiên thần trong bạn ấy, nó khiến cho họ phát điên. Nó khiến cho họ cảm thấy rằng là thực sự họ họ giống như là bùng nổ, họ được bùng nổ, họ không cần phải đè nén nữa. Và ở đây á thì họ cũng sẽ cảm thấy rằng thực ra mọi thứ nó đối thực ra đối với bạn ấy, mọi thứ nó thật dịu nhàng. Bạn dù là những cái nỗi giận, những cái sự thất vọng, cái sự phản bội vào tay bạn thì nó cũng hóa là hư không. Nó giống như là có một cái con quỷ tức giận ở trong bất kỳ người nào khi mà đến với bạn, chạm vào tay bạn, nó sẽ hóa thành con mèo con. Bạn giống như là có phép thuật khiến cho mọi thứ trở nên đáng yêu, trở nên dễ thương. Và cái tâm tư tình cảm họ dành cho bạn ấy, nó có nhiều cái sự cảm thấy cái điều đấy ha. Họ họ vừa khâm phục, vừa yêu, vừa quý, vừa trân trọng, vừa tôn trọng. Vừa có cái gì đấy rất là thích thú, muốn đến gần hoài, muốn chơi với hoài luôn ấy. Đó, bạn cho họ được cái cảm giác rằng họ có thể được làm đứa trẻ với bạn ha. Rồi và tất cả những cái cảm xúc mà nặng nề nhất bạn có thể đều xử lý được cho họ. Đó là cái giá trị của bạn. Và có lẽ không chỉ người này cảm thấy đâu, mà rất là nhiều người sẽ cảm thấy cái điều này. Nếu bạn nào mà các bạn làm những cái công việc liên quan đến chữa lành, liên quan đến tham vấn trị liệu tâm lý á, thì đây cũng là một cái trật bài. Nó sẽ thể hiện cái việc nó muốn nói với bạn rằng bạn hãy cứ tiếp tục cái công việc của bạn, bạn đang đi đúng hướng và những cái con người được bạn giúp đỡ hỗ trợ ấy, bạn đang làm rất là tốt. Và vũ trụ nhìn thấy cái tinh thần vẻ đẹp từ giá trị mà bạn làm nên. Và hãy cứ tiếp tục cái điều đấy ha, bạn sẽ thu hút cái người dành cho bạn. Còn tâm tư người này dành cho bạn ấy thì nó cũng dịu dịu như vậy thôi, nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Và mình chưa thấy rằng họ sẽ nói gì về hành động hay là sao đó. Nhưng mà chỉ cần đến gần bạn nói chuyện, trò chuyện hay là đi cùng bạn là họ đã thấy rất là bình yên rồi. Đấy, bạn cho họ cảm giác về nhà. Bạn cho họ cảm thấy rằng bạn là tình yêu, bạn có thể cho tình yêu nha. Bạn cho họ cảm thấy rằng có cái động lực để bước cái hành trình mới. Cho mình cái cơ hội để chính bản thân mình có thể làm lại. Bạn giống năng lượng của healer hơn, bạn giống năng lượng của light worker hơn, bạn giống năng lượng của một coaching, một leader. Bạn có lẽ là bạn không không có muốn đâu, không có muốn một người mà lại tiếp tục nghĩ rằng mình là một light worker, một healer, một leader đâu. Bạn muốn bạn được làm người bình thường, yêu một cách bình thường. Họ đến và có tình cảm với bạn rồi, hai người đến với nhau thôi. Nhưng thử thực ấy, cái cách mà người này dành tình cảm cho bạn ấy, nó bao gồm trọn gói luôn cả tình yêu và cái sự ngưỡng mộ, tôn trọng. Tất cả những gì mà bạn bảo bạn không muốn người ta coi bạn là một leader, một healer, thì thực ra cái người này cũng có dành cho bạn luôn nha. Nhưng mà cũng có lover ở đây, cho nên là yên tâm ha. Có tình yêu và sự ngưỡng mộ, tôn trọng nhất mực. Họ rất là sao nhỉ, gọi là nể trọng hả, những cái việc mà bạn làm ấy, họ họ rất là quý, và họ rất là cảm thấy là bạn thật thánh thiện đấy, bạn không giống người trần lắm đấy. Tức là những cái suy nghĩ của bạn, những cái giá trị mà bạn làm ra, nó giống như là nữ thần hơn, nó giống như là bề trên hơn đấy. Bạn bao dung và không có một cái suy nghĩ nó kiểu nó lợi dụng, nó toan tính, nó độc hại á. Tức là trong cái ánh mắt của họ đối với bạn ấy, họ rất là tin tưởng bạn, nhất mực tin tưởng bạn nha. Không hiểu sao luôn đấy. Rồi. Và tình cảm người này dành cho bạn ấy thì mình thấy rằng là họ 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 được truyền lửa rất là nhiều để vượt qua những cái nỗi đau, những cái không vui.
Những cái mất mát của họ, và họ có cái cách nhìn nó khác đi ha. Họ thấy bạn thật tuyệt vời luôn á, bởi vì bạn truyền cho họ rất là nhiều những cái năng lượng. Bạn thấu hiểu họ giống như là bạn là chính họ vậy. Bạn sống với họ lâu rồi vậy. Bạn dẫn đường cho họ, bạn không để họ mờ mịt, bạn không để họ cô đơn một mình. Họ cứ nghĩ rằng họ họ sẽ một mình đúng không? Họ không có ai hiểu họ. Nhưng mà cuối cùng có bạn và tình cảm họ dành cho bạn ấy, nó có cái gì đó nó trưởng thành nhá, lớn lao, nghiêm túc, có đam mê, nhưng ở đây á nó nhiều hơn tình yêu, đó là cái sự tôn trọng, cái sự nể trọng, cái sự cảm phục trước những cái giá trị mà bạn làm ra. Nó hơn tình yêu nhiều bạn ạ. Bởi vì tình yêu này á là cái tình yêu nó sao nhỉ? Nó giống như là cha con, mẹ con. Bạn giống như là người mẹ, người cha của họ ấy. Nó thiêng liêng hơn rất là nhiều. Thực ra tình yêu của cha mẹ đối với chúng ta thì chúng ta không thể nào mà đong đếm cho được. Nhưng mà cái tình yêu của người này á, dành cho bạn ấy, nó có cái gì đấy nó giống như cái tình yêu của đứa con dành cho cha mẹ của mình ấy. Nó là cái sự nể trọng, cái sự yêu thương. Và cái gì đấy vừa muốn dựa vào nhưng cũng vừa muốn bảo vệ đó, rất là khó khó dùng lời để diễn tả nha. Đó là tình yêu của những bạn trò tụi này ha, tức là tình cảm cảm xúc họ dành cho bạn đấy, rất là đẹp nha. Còn nếu mà đây người bạn hỏi là người cũ ấy thì nó hơi không không được ổn lắm một tí, nhưng không sao. Trả bài tham khảo thôi ha. Và nếu bạn có muốn trả bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Mình xin chào tụ số 2, hẹn gặp mọi người trong những trả bài sau. Tụ bài số 3 nha. Tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này. Mình đã rút bài trước rồi nha. Mình chỉ đọc bài thôi cho nó nhanh. Về tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này, hơi đau đầu nha, hơi mệt, thấy hơi căng thẳng. Các bạn ấy, các bạn có nghĩ về cái mối quan hệ này, tức là cả hai người đều nghĩ đến nhau, đều nghĩ đến mối quan hệ này, nhưng mà nó không phải là những cái suy nghĩ yêu thương đâu, mà mình thấy hơi hơi căng thẳng, hơi mệt, hơi stress ở đây, hơi khó chịu ấy, đấy kiểu vậy. Hơi kích động, cái từ mình nhìn thấy là từ kích động. Rồi mình thấy là họ đối với bạn tình cảm lúc này á là cái sự thất vọng, sự thua cuộc. Tình yêu tan vỡ, mọi thứ dừng lại, không còn gì. Nếu bạn hỏi tới trải bài này ấy, là một người mới, tức là hai bạn chưa có cái sự tương tác gì, cái tổn thương cho nhau ấy, thì các bạn bỏ bỏ cái trải bài này, chọn lại cái trải bài khác nhé. Còn nếu bạn xem bài này á, nó là bạn là một người cũ, người bạn hỏi tới là người cũ, thì thông điệp này chính xác là dành cho bạn luôn. Người này với bạn ấy, cả hai người đều có những cái lối suy nghĩ riêng. Các bạn đều là những người có tinh thần của cái sự từng trải, cái sự va vấp rất là nhiều. Các bạn có những cái giá trị đích thực mà các bạn gây dựng nên, nắm giữ, và các bạn rất là bảo vệ nó. Đây không phải là những giá trị tình cảm. Bởi vì những cái giá trị tình cảm ấy thì thực ra các bạn đã thất bại nhiều rồi, cho nên là bây giờ các bạn giống như là thể hiện ra mình rất là không cần tình yêu. Tình yêu chỉ là thứ yếu, không phải là ưu tiên hàng đầu. Tình yêu là cái gì? Tình yêu phải lý trí, tình yêu phải phải có những cái ý nghĩa thực tế nữa. Đấy, cho nên là mình thấy ở đây nhá, thì giữa hai người ấy có nhiều cái thực ra các bạn có thể chia sẻ với nhau, nhưng mà các bạn không chịu đâu. Bởi vì nếu mà các bạn chia sẻ thì chả khác gì các bạn vạch áo cho người xem lưng. Các bạn vạch ra những cái nỗi đau của các bạn, những cái điểm yếu chí mạng của các bạn đâu có chịu làm cái điều đấy với nhau, ha. Cho nên là cả hai đều đều yêu nhau, nhưng mà dừng lại rồi thì trái tim cũng tan vỡ luôn, cũng muốn buông hết luôn, không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Bởi vì những cái mối quan hệ trước đây hay là những cái lần trước đây mình đã cố gắng rồi mà họ đâu có hiểu cho mình đâu, họ đâu có trân trọng đâu, với lại là cảm giác là như kiểu mỗi mình cố gắng thì riết nó cũng nản nha. Họ không còn động lực để tiếp tục mối quan hệ này, và bạn cũng thế. Nhưng tình cảm, tình yêu ấy, cảm xúc nó vẫn là như thế, nó vẫn có cho nhau. Ở đây có nhiều cái sự oán trách, oán hận. Nhưng số phận đã sắp đặt rồi, các bạn buộc phải chọn cái việc là các bạn sẽ
học cách nói ra, hay là các bạn sẽ mất cái mối quan hệ này. Bánh xe số phận là cứ quay thôi, các bạn không có bám kịp với nó ấy, thì các bạn sẽ bị ngã xuống. Dòng chảy cuộc sống dẫu các bạn có tiến lên hay lùi lại, hay có dừng lại đứng im, thì thực ra ấy, các bạn sẽ vẫn luôn là người lùi. Bởi vì các bạn cứ cố chạy nhưng mà các bạn sẽ không thể nào đua lại bánh xe số phận khi mà năng lượng của cả hai đang rất là mệt mỏi như thế này. Cảm xúc, tình cảm, tâm tư của họ dành cho bạn lúc này á, đó là không muốn động chạm tới, không muốn nghĩ tới, quá mệt mỏi, bị kích thích, khó chịu, nhạy cảm với những thông tin liên quan đến bạn, có cái sự đau buồn, tổn thương, trái tim tan vỡ, có cái sự cảm thấy bực mình, cảm thấy mệt. Nếu mà bạn suốt ngày nhắn tin cho họ ấy, thì họ còn cảm thấy khá là khó chịu, giống như mình bị quấy rối vậy. Nó có cái gì đấy nó hơi hơi cảm thấy rằng mệt mỏi và muốn giải phóng. Những cái áp lực xung quanh cuộc sống đã đủ mệt rồi, còn cả hai bạn ấy đều có phần khiến cho nhau mệt hơn, đều có phần khiến cho nhau đau đầu hơn và muốn kiểm soát nhau, muốn thao túng nhau, muốn người kia theo ý mình. Và người kia không theo ý mình ấy, thì mình lại lại có những cái lời nói hành động khiến người kia càng bị kích thích hơn, càng bị khó chịu hơn. Thế thành ra mối quan hệ này nó lại khiến cho hai người mệt hơn chứ đâu có hạnh phúc vui vẻ gì. Cho nên là trong tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này á là muốn giải thoát, muốn kiểu đầu hàng thôi, đầu hàng rồi, né xa ra được không? Tách ly ra được không? Đấy. Họ muốn tập trung cho sức khỏe của họ, họ muốn tập trung cho cái sức khỏe về tinh thần ấy nhá. Rồi và họ cảm thấy rằng cái sự mệt mỏi, cái sự áp bức, cái sự kiểm soát, cái sự đè nén hay là những cái sự khó chịu từ mối quan hệ này đó, nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nó đang khiến cho cái cuộc sống của họ ấy, nó đảo lộn và họ chẳng làm được gì cả. Họ chỉ thấy mệt bởi vì cái chuyện tình cảm với bạn thôi. Mặc dù là hai người có dành tình yêu thương cho nhau đấy, nhưng mà mình thấy là rất là khó chịu, rất là không vui ha. Cứ để cho nhau bình yên, để nhau tự nhau có thể nhìn nhận ra con đường mới, tự nhau thay đổi, tự nhau có thể vượt qua nỗi đau. Chứ ở đấy ba kiếm với 10 kiếm cùng ra thì thôi mệt quá, quá mệt. Rồi để cho nhau tìm cái con đường mới, để cho nhau có thể có những cái lối suy nghĩ, hướng đi mới. Đừng có phiền nhau, đừng có dây dưa, quấy rối nhau. Cái này nếu mà ở ở Mỹ, ở nước ngoài chắc người ta gọi cảnh sát được, người ta tố cáo, bởi vì mình cứ nhắn tin người ta hoài. Mình cứ làm phiền người ta hoài, người ta không thích thì người ta tố cáo. Đấy. Còn ở Việt Nam mình thì cũng hình như luật pháp hơi nhẹ với cái phần này, cho nên là cũng mà hình như cũng chẳng có. Thành ra mình thấy rằng là quá là mệt, quá là mệt. Nếu mà bạn không nhắn tin liên lạc gì với họ ấy, thì thú thực nó bản chất hai người ấy, sẽ bớt đi cái phần khiến nhau mệt mỏi, quấy rối nhau hơn. Cái sự quấy rối nhau có thể chỉ là ở người bạn bè chung, có những cái sự nhắc về đối phương khiến cho mình khó chịu, mệt mỏi, hay là mình xem được trên các mạng xã hội về hình ảnh người kia thì mình cảm thấy khó chịu, nó dâng lên, giống như là đã nhìn thấy cái người mình ghét ấy thì làm gì cũng ghét. Nên là cái sự cảm thấy uất ức, cái sự đè nén ấy, về cái sự khó chịu đối với nhau ấy, nó càng dâng lên mà thôi. Cho nên là mình thấy mối quan hệ này thì tâm tư tình cảm của họ dành cho bạn ấy, tình yêu dường như nó bị cuốn đi rồi. Còn đó là sự cảm thấy khó chịu, kích thích, mệt mỏi, tổn thương, vỡ tan, tan vỡ, kiểm soát, muốn giải phóng, đầu hàng, muốn đầu hàng, quá mệt mỏi. Vậy thôi, cho nên là mình nghĩ rằng dù tình huống của một cá nhân là riêng lẻ, nếu bạn cảm thấy chạm bài này phù hợp với câu chuyện của bạn ấy, thì tốt nhất để cho nhau có không gian riêng, đừng đừng quá, đừng đừng cố gắng để mà mình tương tác với nhau làm gì khi mà cả hai người đang còn rất là nhiều cái nỗi lòng khó chịu với nhau và chưa thực sự có thể đứng ở một cái góc độ khách quan nhất để nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh của mối quan hệ này.
để hiểu cho nhau. Và nếu như mà bạn muốn có trả bài riêng, có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp mọi người trong những trả bài sau. Tụ số 4 với chủ đề đó là tâm tư tình cảm họ dành cho bạn lúc này. Mình đã rút bài trước rồi, cho nên là bây giờ mình chỉ đọc bài cho các bạn thôi. Tụ này thôi một chữ nha, yêu. Tụ này yêu lắm, bùng cháy luôn, đam mê luôn. Chắc các bạn giống như là cặp đôi mới yêu quá, ríu rít đấy. Có cái gì đấy mà khá là vui tươi, giống như hai con chim ríu rít với nhau. Nhưng các bạn cũng có rất là nhiều những cái suy nghĩ trưởng thành, và có những cái suy nghĩ, cái tư tưởng riêng của cá nhân. Các bạn vui vẻ bên cạnh nhau thì các bạn cứ tận hưởng cái sự vui vẻ thôi. Các bạn biết ơn vì cái sự vui vẻ mà các bạn có được với nhau. Các bạn cũng chẳng có nghĩ nhiều đâu. Tức là tính xa ấy thì vẫn sẽ tính xa được thôi, nhưng mà các bạn vẫn đang giữ mối quan hệ này trong giới hạn của cái sự vui vẻ. Mình thấy rằng tình yêu họ dành cho bạn á, thì chắc là ở đây nhắn tin cũng khá khá đấy nha. Còn nếu mà không có nhắn tin với nhau nha, bây giờ hơi nhắn tin ít ấy, thì lâu lâu nhắn tin thì cũng vui. Với lại là sắp tới này lại nhắn tin tiếp à, cứ lâu lâu lại comeback vậy đó. Cứ nhắn tin cho nhau là vui, nhưng mà không nhắn tin cho nhau thì cũng nghĩ về nhau. À, mối quan hệ của cả hai người trong thời gian tới này sẽ đều có những cái thông tin nó khá là tích cực đấy nhá. Nói chung là chuyện tốt. Lúc nãy thì có những cái chuyện không vui lắm ở trong cái tụ số 3, thì sang tụ này nó là một màu sắc khác luôn các bạn ơi. Vui lắm. Nó mang một cái màu xanh hy vọng rất là nhiều luôn. Mà viên đá của các bạn cũng là màu xanh. Mỗi tội lúc khởi đầu á, nó cháy rừng rực như cái lá của The Lover, lá màu đỏ vậy đó. À, mối quan hệ này thì có nhiều cái lắm. Tức là ví dụ bản chất bạn được nuôi dạy cái tư tưởng, cái suy nghĩ của bạn nó là một cái kiểu như thế, thì cái người này họ không có thể thay đổi được bạn đâu. Bạn vẫn là bạn. Họ chỉ có thể là nêu ra những cái góc nhìn nhận khác, và bạn nghe vào bạn thấy là hay, đúng, có cái gì đấy cũng cũng khiến mình phải nhìn lại cái quan điểm của mình, thì bạn sẽ từ từ xem xét thôi. Chứ thực ra ấy, việc mà các bạn tương tác với nhau ấy, các bạn chỉ tập trung vào cái sự vui vẻ, cái sự trò chuyện với nhau, cái sự đi chơi, đi ăn với nhau, cái sự tương tác qua lại với nhau một mức đơn giản. Còn ví dụ khi mà nói về cái chuyện hôn nhân thì các bạn đều có những cái tư tưởng, những cái mong muốn, những cái kế hoạch nó rõ ràng cho cá nhân. À, mỗi người mong muốn gì các bạn sẵn sàng thể hiện nó ra một cách rõ ràng luôn. Và từ trước tới nay các bạn như thế. Đấy, các bạn có cái sự khác nhau là ở cái chỗ đấy. Còn bình thường ví dụ nói chuyện với nhau bình thường vui vẻ thì cứ nói chuyện bình thường vui vẻ. Chẳng cần phải làm gì nó quá là căng thẳng hay là quá áp đặt các tiêu chuẩn vào làm gì cả. Nhưng cái gì cần nghiêm túc thì các bạn sẽ nghiêm túc, sẽ đưa cái cách nhìn nhận của mình vào, sẽ đưa những cái mong muốn của mình vào một cách rất là rõ ràng, khẳng khái, không trốn chạy, không có che giấu, rất là công bằng, phân minh. Và mình thấy ở đây đó là các bạn đã thất bại nhiều trong tình cảm rồi, các bạn đã có rất là nhiều những cái sự vực dậy bản thân sau những cái mất mát, thì có những cái mà các bạn biết là các bạn nên giữ cho mình, có những cái các bạn nên nói ra chia sẻ, thì các bạn cũng đã biết hết rồi, là những người từng trải cho nên kinh nghiệm là có thừa. Và mối quan hệ này thử thực là trong thời gian tới này nó có cái gì đấy sẽ giành chiến thắng đấy các bạn ơi. Nói chung là tin tức của cái sự chiến thắng nó phải gọi. Mình thấy vui lắm nha, cho nên là thể nào tin cũng vui. Không hiểu luôn á, đi vào cái mối quan hệ này là thấy vui rồi, chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng mà nếu mà cái năng lượng của mình vui tươi như thế này á, thì chắc chắn mối quan hệ này nó sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và tích cực. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, mình cũng thấy ở đây á, đã là các bạn biết các bạn có được cái gì không? Các bạn có được cái sự bình yên từ bên trong trái tim của các bạn. Cho nên là khi mà các bạn đến với nhau ấy, các bạn không có gây cái sự mệt mỏi cho nhau đâu. Hay là các bạn sẽ không đưa cái vấn đề mình ép lên cái đối phương, và mong muốn rằng là cái đối phương sẽ giúp mình chữa lành, sẽ giúp mình sửa chữa, hàn gắn. Các bạn tự sửa chữa, các bạn tự chữa lành hàn gắn bên trong. Nhưng các bạn cũng luôn dành những cái sự yêu thương tích cực cho cái mối quan hệ này. Nó là cái yếu tố giúp cái mối quan hệ này phát triển tốt. Mình cũng thấy ở đây á, đó là bản chất mối quan hệ này nhá. Mình thấy hai người ấy có cái nhận thức tâm linh rất là tốt. Các bạn phát triển về nhận thức tâm linh rất là tốt luôn.
Các bạn biết không, các bạn gọi là Dlfr. Dlfr nó thể hiện cái năng lượng của song tử. Mà năng lượng của song tử ấy, nhìn bề ngoài nó như đứa trẻ con vậy á, nó cứ ríu rít vui tươi vậy à. Nhưng các bạn cũng có vua kiếm ở đây, thể hiện cái việc suy nghĩ của các bạn rất là lý trí, trưởng thành, rõ ràng, minh bạch ha. Đó chính là cái vẻ đẹp của các bạn. Bạn trưởng thành không nhất thiết bạn phải thể hiện ra bạn trưởng thành. Bạn càng trưởng thành, bạn lại thể hiện ra bạn càng trẻ con. Đó chính là hai người. Và các bạn có một cái gì đó mà mình thấy là các bạn hãy tự hào đi, bởi vì các bạn xứng đáng để cảm nhận được cái điều đấy và đưa cái huy chương tự hào này cho chính bản thân mình. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã nỗ lực rất là nhiều cho cái sự bình yên của bản thân để rồi hôm nay bạn gặp được người này. Mình thấy các bạn rất là nhẹ nhàng đón nhận nó à. Các bạn không không có cố gắng gì mà ha, các bạn cũng không phải chiêu trò gì luôn. Nó cứ tự đến tự đi, nó tự có những cái sự xoay vần, mọi thứ thay đổi và bạn chẳng ép buộc nó cái gì cả. Outcome của cái mối quan hệ này khá là tích cực. Nói chung là tích cực và tích cực. Các bạn có cái sự vinh quang chiến thắng, nhưng mà các bạn cũng có thể hiện tinh thần của những cái tin tốt lành nó sẽ đến. Thì mọi thứ công lý đã được diễn ra, công lý đã được thực thi. Mọi thứ nó đến với bạn bởi vì sự nỗ lực của bạn cho bản thân. Tình cảm tâm tư người này dành cho bạn ấy là soulmate rồi, chắc chắn rồi. The lover và Hailey ở đây thì chỉ có yêu thôi chứ có cái gì nữa đâu. Yêu này không chỉ là yêu về bên ngoài đâu, mà yêu này là yêu kết nối mặt linh hồn luôn, cảm được nhau ha. Tình cảm này là cân bằng, tình cảm bạn dành cho họ nhiều thì họ dành cho bạn cũng nhiều thôi. Nói chung là mình thấy một cái năng lượng mà mình cứ cười hoài luôn ấy, cảm thấy trọn vẹn vô cùng, cảm thấy đủ đầy vô cùng luôn. Bởi vì sao nhỉ? Có lẽ đây là một cái tụ bài giúp mình khép lại cái trả bài của ngày hôm nay khá là hoàn hảo. Thường thường là như thế. Mình rất là mong rằng các bạn sẽ có được rất là nhiều những cái hành trình mới và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh nhau. Bởi vì bản chất mình thấy rằng cái kết quả tích cực giữa cả hai là xuất hiện ở đây. Cho nên cái việc các bạn thành đôi á, nó chỉ là thời gian thôi. Ha. Biết đâu xem xong cái trải bài này ngày mai ấy, thành đôi luôn. Hay là mới thành đôi xong cái xem trải bài này giống như là một cái sự xác nhận lại cho các bạn, để các bạn có thể xem lại, xác nhận lại thôi. Chứ thực ra mình thấy ở đây là đã ấn định rồi. Cái người yêu tiếp theo này sẽ là người này à, sẽ là người này. Rồi thì có khi là bây giờ đang làm người yêu của nhau rồi cũng nên rồi vào xem cho vui. Ai ngờ lại xem thành người yêu của mình thì ôi rồi ôi luôn. Và nếu mà bạn nào các bạn quen lâu rồi ấy mà các bạn kiểu vào đây tò mò ấy, thì thực ra ấy các bạn đừng có quan tâm thế giới bên ngoài ai có tương tư tình cảm hay là họ có cái suy nghĩ tâm tư gì về mình nữa. Họ thực sự không quan trọng bằng cái người đang bên cạnh bạn, cái người yêu của bạn bây giờ ha. Chính cái người này họ dành cho bạn rất là nhiều tình yêu thương. Và khi mà nếu như mối quan hệ các bạn đã có một cái khoảng thời gian lâu dài bên cạnh nhau thì nếu cái mong muốn của bạn là cùng người này đi xa hơn ấy, thì hãy biết ơn vũ trụ, bởi vì có lẽ là các bạn sẽ có được cái điều này. Rồi ở đây ấy thì mình cũng thấy rằng là thực ra tụ này á, các bạn đôi khi cũng vì các bạn để nó xuôi dòng quá, cho nên là các bạn chẳng có một cái sự thúc đẩy gì vào cái mối quan hệ này cả. Đấy, các bạn cứ để nó xuôi vậy à, nó đến được đâu thì đến. Thành ra là khi mà không có cố hích ấy, các bạn cứ tà tà yêu nhau vậy, các bạn không có một cái bước ngoặt mới cho mối quan hệ này nó nhanh chóng. Đấy, thay vì là mất tìm hiểu nhau khoảng 2 tháng thôi, thì có thể là tiến đến với nhau rồi, nhưng mà các bạn cứ tà tà vậy, cứ âm thầm xác định với nhau, giống như là mình là một đôi vậy, chắc người kia cũng hiểu vậy thôi. Mà thực ra các bạn cũng chẳng quan tâm đến cái đấy, các bạn chỉ quan tâm là các bạn ở bên cạnh nhau và vui vẻ. Đấy, thì thành ra là có thể mất đến 6 tháng hay 1 năm các bạn mới giống như là chính thức gọi là ủa quen nhau rồi mà là người yêu của nhau hả? Xong là tự vỡ ra rằng ủa bây giờ là người yêu của nhau rồi hả? Các bạn cũng chẳng có quan tâm đến cái danh nghĩa bên ngoài nữa. Mình thấy là mối quan hệ này á, tương lai xa nó cũng có luôn nha. Nói chung là mình thấy rất là vui luôn. Tức là tại vì là mối quan hệ này á, có thể là thành đôi thì chắc chắn là thành rồi đấy, nhưng mà thành xa hơn, thành vợ chồng, thành những cái mối quan hệ cam kết bền chặt với nhau ấy, thì nó còn là đương nhiên là bỏ ngỏ nha, đương nhiên là bỏ ngỏ.
Nhưng ở đây tương lai mình cũng thấy là tín hiệu tích cực như thế này thì có khả năng lắm, có khả năng ha. Còn đi được xa không thì cũng phải phụ thuộc vào mỗi người, phụ thuộc hành trình cá nhân, phụ thuộc vào cái lựa chọn, ý chí tự do cá nhân ha. Nhưng mình thấy là các bạn sẽ rất là nên biết ơn bởi vì cái sự xuất hiện của người này, và chắc chắn là nên biết ơn nha, bởi vì mình thấy rất là đáng, rất là đáng, bởi vì là tình yêu này mình thấy là vừa bình yên, vừa đẹp, vừa trưởng thành, mà nó cũng mang trong đấy hình hài của một cái tình yêu mà chỉ có tình yêu thôi, chứ không phải vì những cái yếu tố bên ngoài đâu. Tuy nhiên với cái lá bốn xu ở đây ấy, thì có những cái lối suy nghĩ tư tưởng vẫn cần các bạn bỏ nó đi ha, vẫn cần những cái sự đau khổ hay cái sự mất cân bằng, cái sự toan tính, cái sự gian dối, những cái điều nặng nề xấu xa tiêu cực mà bạn đã từng trải qua hay là bạn nhìn thấy học được qua những cái câu chuyện xung quanh bạn ấy, thì bạn cũng cần bỏ nó đi để có thể thực sự là kết nối và đón nhận người này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tư tưởng nếu bạn không buông nhẹ nó xuống, không chấp nhận, bỏ dẹp nó đi, thì bạn sẽ không có chỗ trống để có thể cho tình yêu phát triển một cách toàn diện đâu. Khi mà khoảng trống nó có ấy, thì tình yêu bạn sẽ phát triển và lấp đầy tất cả mọi thứ. Nhưng nếu bạn cứ giữ khư khư tất cả những cái bụi bẩn của ego, của bản ngã, của những thứ độc hại trong đó, thì chỗ đâu để tình yêu phát triển lớn hơn nữa, đúng không? Và đương nhiên những cái điều tiêu cực ấy, nó hoàn toàn có thể nhấn chìm tất cả chúng ta bất kỳ lúc nào. Đôi khi chỉ là một cái điều nhỏ bé thôi. Đấy. Tâm tư của bạn dành cho họ và tâm tư của họ dành cho bạn, cả hai đã tỏ lòng, nhưng đi được đến đâu và cần bao nhiêu thời gian để xác định rõ ràng thì đó là câu chuyện cá nhân. Và nhất định rồi các bạn sẽ hạnh phúc. Mình mong rằng các bạn sẽ vẫn luôn nắm tay nhau chặt như thế, hoặc là sẽ tiếp tục nắm tay nhau chặt như thế. Dẫu sao thì cũng sẽ nắm thôi, nên là cũng không có lo ha. Tình cảm này đong đầy lắm, yêu thương lắm, ngọt ngào lắm. Còn gì nữa đâu để chê. Đang ở trong cái thời kỳ đỉnh cao hạnh phúc, cho nên dẫu mình có nói cái gì thì chắc cũng chẳng lọt tai đâu. Chỉ biết có nhau, hình ảnh nhau, chỉ biết có đôi môi, ánh mắt của nhau thôi, đúng không? Và nếu như mà các bạn muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem trải bài ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau. Tạm biệt.